Hà Anh Tuấn thấy ban nhạc của Hoài Sa ở trên sân khấu thì Hà Anh Tuấn đã rất là yên tâm, bởi vì anh Hoài Sa là một người rất là tài năng. Quan trọng hơn hết là anh Hoài Sa rất là nâng niu và trân trọng tất cả những ca sĩ và âm nhạc của họ. Cái điều ấy là cái điều rất là cần thiết cho một người thủ lĩnh của âm nhạc trên sân khấu. Và lần này với cái sự cất công đem tất cả ban nhạc, cái dàn nhạc lớn và đem anh Hoài Sa ra Hà Nội, thì Hà Anh Tuấn tin rằng là hai cái đêm diễn của Đại Nhạc Hội Son sắp tới sẽ là một thứ âm nhạc rất là xinh đẹp và đầy cảm xúc.